mẹ đừng có khóc nữa mà. Được rồi, con chiều với mẹ, con đồng ý đó. Thì con đồng ý hả Tùng? Thưa mẹ, con không muốn mẹ buồn phiền vì con mà. Nếu lập gia đình, sanh cho mẹ một đứa cháu thì thật là mẹ có diễm phúc biết chừng nào. Con đồng ý rồi hả con? Được rồi, để mẹ qua cho bác Minh hay ngay bây giờ. Mà nè con à, mẹ tính làm đám cưới gấp vào trong tháng này nghe con. Mẹ chỉ còn ít hôm nữa mình sẽ lên xe qua về nhà chồng, mình sẽ bắt đầu cuộc đời làm vợ. Không biết anh Tùng có thật già thương mình hay không, hay là chỉ xem mình là một hình bóng thay thế cho người đã chết. May làm cho chị hết hồn hả? Chị mơ tưởng cái gì đến nỗi em đứng bên cạnh mà cũng không hay nữa. À, chị có mơ tưởng gì đâu. Nè, chị biết không, thiệp mời đám cưới đó em đã gửi cho mấy đứa bạn em rồi. Chỉ còn có một người luôn nánh mặt, cho nên em phải gửi cho người ở nhà cạnh bên. Ai vậy Mai? Thì anh Trần Minh chứ ai. Sao anh Minh lại lánh mặt? Chị khéo hỏi không? Thì tại anh thương chị chứ sao. Vậy nè, chị sắp lấy chồng rồi. Có sao em nói vậy chứ. Mà nè, chị lấy chồng nhớ về thăm em, ở đây dưới đó chẳng xa xôi gì. Đừng quên con nhỏ tên Mai, thường hay tâm sự với chị dân đêm ngày. Nhớ rồi, chị không có quên đâu mà. Mai à, chị muốn nhờ đến em sẵn sàng giúp chị đây mới mở lời. Chị cứ nói dầu cho gian khổ, em cũng vui lòng giúp chị không có than đâu. Nhờ chuyện gì chị hãy nói đi, cho em với chị có chi ngại ngùng. Mai à, chị có chồng rồi, về bên ấy không biết sẽ ra sao. Từng con gái 12 bên nước, biết bên nào trong, bên nào đúng. Nếu chọn nhầm bên đục thì cả đời đau khổ, nên giờ đây với em chỉ căng dặn đôi lời. Đâu còn bao lâu là chỉ phải theo chồng, chỉ nhờ em ở đây lo phần nhang khói cho vong hồn ba má chị đỡ quạnh hiu. Vì ba đã chọn cho chị một chỗ để nương thân, dẫu chưa biết phải ra sao nhưng muôn đời chị ghi tâm tạc dạ. Có lẽ ba má chị cũng âm thầm phò hộ cho duyên phận của con được êm ấm mọi bề. Thôi chị an tâm đi, ba má của chị là dì dưỡng của em mà. Mai à, được em nhận lời chị mừng lắm, như vậy chị cũng yên tâm khi xuất gia. Chị Vân, nếu mà chị có chồng đó, điều kiện không cho phép chị được cùng thờ cha mẹ như xưa. Thì còn em nè, em là bổn phận cháu con, thì em phải có trách nhiệm nhang khói cho dì già dưỡng. Chị Vân à, chị hãy vui lên đi, đừng lo nghĩ. Em hứa sẽ chu toàn như lòng chị đã ước mong. Là người con gái hiền hậu đoan trang, thì chỉ lo chi duyên nợ bé bàng. Em rất tin trời cao có mắt, gieo nhân gì thì gặp quả ấy không sai. Vậy chị cứ yên lòng đợi chờ hạnh phúc, chị khổ nhiều rồi giờ phải được yên vui. Mai, chị cảm ơn những lời chúc lành của em. Chưa đâu, em còn chúc cho chị tình đẹp duyên ưa,
Nè, nhưng nhớ vui vừa vừa thôi nghe. Một gái một trai thôi, đừng có năm một rồi ngồi đó mà than khổ à nghe. Quỷ nè, chị Út này thiệt tình á. Con mình nó đã bằng lòng cưới vợ, lễ thành hôn của nó tôi đã lo xong. Hương hồn ông của Linh Thiêng về đây chứng giám và phù hộ cho con nó được trăm năm hạnh phúc. Hai à? Dạ. Dạ thưa bà gọi con. À, bạn bè của vợ chồng Tùng đã về hết chưa con? Dạ thưa bà, họ cũng vừa mới về đó bà. Hai à, hai không biết sao chứ đám cưới xong rồi á, bà mới thật sự mừng. Vì thằng Tùng á, nó cứ mãi nhớ con Tuyết. Bà sợ bất thần á, nó biểu hồi cái ngày cưới lại tới chừng đó thiệt. Bà không biết ăn làm sao, nói làm sao với gia đình của chị Minh nữa. Dạ, dạ thưa bà nói con mới dám nói á. Thì con không ngờ cậu Tùng lại bằng lòng cưới cô Vân. Vì con nghe đâu cậu đã thề là ở về suốt đời để tỏ ra chung thủy với người xưa. Bà biết, từ lúc rước dâu về đây á, chắc con để ý cô dâu dữ lắm phải không? Dạ, cũng để ý chút. Theo con á thì vợ của cậu Tùng, nhà của bà đó là như thế nào vậy con? Dạ, dạ thưa bà, theo sự nhận xét của con thì Mợ Thu Vân là một người chân chất thật thà, lại thêm mặt mày giống y như cô Tuyết. Nhờ vậy mà con có lòng tin cậu Tùng sẽ hết dạ thương yêu đó bà. Bà cũng thầm cầu nguyện gái giang cho cậu Tùng quên được mối tình xưa. Nếu không vợ nó sẽ đau buồn khi có ông chồng lãnh đạm thờ ơ. Ý, cậu Mở Tùng ra kìa. Dạ xin phép bà, con ra nhà sau. Kìa, khuya rồi sao hai con không chịu đi ngủ? Cả ngày hai đứa bận rộn mà tiếp đãi cô bác bạn bè. Dạ thưa mẹ. Rồi bây giờ đi ngủ đi. Vợ con muốn thưa với mẹ một chuyện đó. Chuyện gì đó con? Dạ thưa mẹ, thân con côi cút, cha mẹ con mai mất sớm, nay về làm dâu của mẹ. Nếu con có làm gì sai sót, xin mẹ thương tình chỉ dạy cho con. Được rồi, con cứ an tâm, mọi việc ở trong nhà này đều có người làm hết, con đừng có lo ngại. Chỉ có hai em của con là thằng Huy với con Hồng á, tụi nó còn nhỏ dại. Nếu hai đứa nó có làm gì không phải, con đừng có buồn. Dạ, con xin nghe lời mẹ. Thôi khuya rồi, con đưa vợ con về phòng đi Tùng. Dạ. Em không ngủ đi Vân. Dạ, em chưa buồn ngủ. Anh có mệt thì em dặn mùng cho anh ngủ nha. Em không buồn ngủ hả? Vậy em lại đây em ngồi đi. Anh muốn nói chuyện với em. Chuyện gì vậy anh? Vân, em hãy tha lỗi cho anh. Anh không thể làm tròn trách nhiệm làm chồng cho em trong lúc này được. Em biết không? Bóng hình người yêu cũ nay còn hằng sâu trong trí trong tâm, chẳng hề mở quay. Làm sao mình sống vui cho đành, xin hãy đợi chờ năm tháng ảnh hình người xưa tạm đi vào quên lãng phôi pha. Sao anh đành tâm chiều cưới em để sống.
Dân ơi, anh đã từ chối cuộc hôn nhân, nhưng mẹ anh khóc than buồn khô. Vì thương mẹ nên anh đã làm cho em tội hờn duyên số. Trong khi em có tội tình chi mà phải chịu cạnh trai ngang này. Bốn phận làm con anh chỉ biết vâng lời. Lẽ ra em đang hưởng một tình yêu chân thật, chứ không phải đưa em vào con đường khổ lụy đắng cay. Em hãy tha lỗi cho anh và giúp cho anh có một thời gian quên đi bóng hình cũ. Ngoài Tuyết và em, anh không còn yêu ai nữa. Khi quên được Tuyết rồi, chúng mình sẽ cùng chung chăn gối. Dân à, anh mong dân hiểu, thông cảm và tha thứ cho anh. Tùng ơi, nếu người yêu xưa của anh không phải là Tuyết, thì em không thể nào chịu đựng được sự vô vàn này. Anh vì chung thủy với Tuyết mà lắm nhà cùng em trong nghĩa vợ tình chồng. Thôi được, em chấp nhận bước đầu hy sinh hạnh phúc, nhưng em tin rằng em sẽ có được nó ở ngày mai. Em nghĩ em không ích kỷ ghen tuông với một người đã đi vào cõi chết. Anh Tùng mà, em mong rằng lời hứa của anh là sự thật, em sẽ đợi chờ dù cho đến bao lâu. Dân, anh cảm ơn em đã hiểu được lòng anh. À, thôi khuya rồi, em đi ngủ đi nha. Còn anh? Còn anh? Làm gì ngồi một mình buồn quá vậy mợ? Ở nhà một mình tôi cảm thấy buồn quá à. Chị Hai đi chợ về rồi hả? Dạ,
Hồi sáng này tôi đi chợ hơi sớm vì cậu ba với cô Út có dặn là hôm nay sẽ về sớm ăn cơm để còn đi công chuyện. Vậy à, thôi để tôi phụ làm cơm với chị, trời cũng đã trưa rồi. Mợ Hai à, tôi hỏi thiệt, mợ đừng có giấu tôi nha mợ. Nè, có chuyện gì chị cứ hỏi, chỗ chị em có gì nói nhau nghe, đừng có ngại nghe. Mợ với cậu á, tính chừng nào có cháu, sao lâu quá rồi mà tôi không thấy mợ có mang bầu. Bà ở nhà rất mong có cháu, với người ta luôn tính ngày tính đêm, mong sao cho mợ có triệu chứng lạ. Nếu mà mợ sanh á, chắc bà rất cưng. Anh Tùng chưa muốn nên tôi phải chiều, anh nói thủng thẳng, có muộn màng gì. Trời ơi, vậy mà sao mợ không nói cho bà hay, nếu biết bà sẽ la đó. Bà ham có cháu nội để ẵm bồng đó mợ, lỡ bị mẹ tôi la rồi anh giận tôi sao. Ha, cũng khó xử cho mợ quá. Biết sao bây giờ hả chị, ảnh không muốn, tôi cũng không ép ảnh được. Cậu ba với cô Út về đó, mợ lặt rau giùm tôi đi. Trời ơi, chọc cho mình giận không à, tức dễ sợ luôn đó. Mà cái mặt của mình nó ngộ ghê vậy đó nha, hả? Mỗi lần giận là nó xấu đi à, nó xấu đi hết 60%. Cái số của tao với mày vô phước làm sao đâu á. Hôm nay là ngày sinh nhật của bạn bè, mà xin mẹ nghỉ một bữa, mẹ cũng la rầy tụi mình nữa. Còn người ta đó hả, thật là sung sướng sao đâu á, không động tới móng tay mà mẹ còn cưng nữa đó mày. Thôi, dẹo vừa vừa thôi, dẹo quá anh ta tưởng anh là bóng á. Vậy bóng hả? Không dám bóng đâu. Trời đất ơi, vậy không bóng chứ làm sao mới gọi là bóng. Trời ơi, người ta bê đê đó con. Trời ơi, mà bê đê hở đó. Thôi em đi, tôi nói anh nghe nè. Nói gì? Nói gì nói, anh cũng coi lại cái thân anh. Anh ráng giữ cái thân anh ha. Anh coi chừng á, dám chọc tới con dâu cưng của mẹ đó hả, là mẹ la mẹ mắng đó nghe chưa. Trời ơi trời, mày sợ đó hả? Mày sợ thì để chị, trời ơi, chọc tới chị đó hả, chị tát một cái là ù lỗ tai ngày mai còn điếc. Trời ơi, nhà chọc cái VBD này đó hả, là chơi sảnh láng sáng về sớm. Cậu ba và cô Út hiểu lầm tôi rồi, tôi đâu có muốn ở nhà. Tôi đã xin mẹ cho tôi được đi làm, nhưng mà mẹ không cho tôi đi. Không dám hiểu lầm đâu, nhưng mà hai đứa này nào có nói động gì đến chị đâu. Mà chị lại phân bua đủ điều, chẳng qua vì anh em tôi tuổi phận mình. Bởi mẹ tôi không thương con ruột, lại hết lòng chiều chuộng người dân. Kìa, cậu ba, sao cậu lại nói như vậy? Người dân ở đâu á mà mẹ thương được? Tôi thấy cậu và cô Út mẹ cũng rất mến thương. Cảm ơn à. Thôi đừng có bày đặt nịnh, tôi đó, tôi không ưa hạng người đó được. Phải rồi, nịnh để ngồi không sung sướng, nịnh mà để chờ cơm tới miệng mà ăn. Thôi mày ơi, mày hãy coi chừng, mít ướt chín hả, nó rụng thì nguy à. Không khéo người ta mét lại với chồng, chắc chắn anh em mình bị tẩy chay đó nghe anh. Em chán muốn chết cái nhà này rồi à. Thấy mặt anh Hai lúc nào cũng lầm lầm li li, giờ lại thêm hiền thê của ảnh nữa. Em sợ rồi đây, cái nhà này hả, tàn mà cũng vì hai vợ chồng họ quá. Thôi mệt, nói nhiều quá mệt. Tao với mày đi ăn cơm rồi sửa soạn đi lả lướt cho cuộc đời thêm mướt. Chứ ở đây nói hoài đó hả, khát nước rồi bơ phờ như con gà bị tước. Đúng rồi, đi. Trời ơi, sao khổ cho tôi quá vậy nè. Ủa, chuyện gì vậy em? Không, không có chuyện gì đâu anh. Không có chuyện gì, sao em lại khóc? Anh à, mẹ về, anh nói với mẹ cho phép em được đi làm nghe anh. Chứ nằm nhà hoài, em thấy buồn quá à. Được rồi, em đừng có buồn nữa. Anh sẽ nói với mẹ để cho em đi làm. Bây giờ anh đi rửa mặt, thay đồ rồi hai đứa mình ăn cơm ha. Dạ. Không có buồn nghe chưa? Con à, chồng con về chưa vậy Vân? Dạ thưa mẹ, anh cũng mới về đến. Vân, con ngồi xuống đi, mẹ có chuyện này muốn hỏi con. Dạ thưa mẹ, mẹ dạy con chuyện gì? Đã lâu rồi, mà sao
mẹ không thấy con có bầu bì gì hết. Thương mẹ con phải nói thật tình, trong người con có đau yếu gì không, nói cho mẹ biết để mẹ liệu lượng. Nếu thấy có sao thì cần đi trị bệnh. Dạ thưa mẹ, con thấy trong người con vẫn bình thường. Vậy sao lâu quá con không có bầu? Nè, đừng có giải khờ rồi giấu giếm con nghe chưa. Dạ, con nói ra xin mẹ đừng hờn giận. Tại anh Tùng, anh không muốn có con bây giờ. Hả? Vì thương ảnh nên con cũng bằng lòng. Hai đứa chung phòng nhưng không dám gần nhau. Trời ơi, sao con không nói cho mẹ biết? Nó muốn vậy rồi con cũng đồng tình. Mặc cho mẹ mơ ước ngày đêm, có đưa cháu nội để được bế được bồng. Được rồi, thằng Tùng này á, mẹ sẽ trị tội nó. Mẹ tha lỗi cho chúng con đi mẹ à. Xin mẹ đừng phiền giận anh Tùng. Anh biết chuyện này rồi, anh sẽ tìm trách con. Con biểu mẹ phải nín thinh à. Trong khi hai đứa có thương mẹ đâu. Con nghĩ rằng mẹ đã gần trăm tuổi già,